Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 12, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bắc Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. 7 năm kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được tổ chức lại, Việt Nam đã đạt được những bước đột phá trên mặt trận chống giặc tham nhũng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi năm, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh Thái Bình trên 432 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 50.000 lao động. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn tới thăm chúc mừng Giáo phận Thái Bình và Giám mục Nguyễn Văn Đệ nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới Giám mục Nguyễn Văn Đệ cùng các vị chức sắc chức việc và đồng bào Công giáo đón mừng một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí mong rằng với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Giám mục Nguyễn Văn Đệ sẽ tiếp tục vận động các vị chức sắc chức việc và bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của bà con giáo dân, nhất là các gia đình nghèo, để đồng bào được ổn định cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám mục Nguyễn Văn Đệ khẳng định luôn coi mặt trận là ngôi nhà chung của các tôn giáo, bà con giáo dân thuộc Giáo phận Thái Bình, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tuân thủ mục đích và đường hướng hoạt động Công giáo, luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bắc Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, lãnh đạo các sở ngành và thành phố Thái Bình. Trong giờ phút trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục truyền thống quê hương, ra sức phấn đấu rèn luyện, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực như sinh thời Bác Hằng mong muốn. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 được tổ chức tại Hà Nội. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và các địa phương đã khởi tố điều tra 14.400 vụ án tham nhũng kinh tế với hơn 24.000 bị can, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi được gần 68.000 tỷ đồng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cấp cao là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng. Qua đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu các cấp, tiếp tục khắc phục những bất cập để hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế và phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm,
tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế và làm tốt công tác thu hồi tài sản tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, nỗ lực phấn đấu, toàn tâm toàn ý vì công việc, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Công tác Tín ngưỡng Tôn giáo và Công tác Nhân quyền tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đảng viên là người có đạo tiêu biểu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào có đạo từng bước được cải thiện, nâng cao. Cơ sở thờ tự tôn giáo được sửa sang, xây dựng khang trang, sinh hoạt tôn giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện đúng quy định của pháp luật. Niềm tin của đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước, đoàn kết lương giáo ngày càng được củng cố, giữ vững. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp đáng kể của những đảng viên là người có đạo. Nhiệm kỳ 2020-2025, 158 đồng chí được bầu tham gia cấp ủy các cấp. Các đảng viên là người có đạo không chỉ đảm nhận tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn là những tấm gương năng động sáng tạo trong việc phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, thông tin khái quát kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của toàn quốc và tỉnh Thái Bình năm 2020. Khẳng định thành quả chung đó có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp của đồng bào có đạo. Đồng thời, chúc mừng đánh giá cao sự cống hiến, ghi nhận, giải đáp những kiến nghị đề xuất của các đảng viên là người có đạo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021. Các đồng chí là cấp ủy đảng, trên cương vị công tác của mình thì trách nhiệm là tuyên truyền vận động đảng viên và người dân chúng ta thực hiện tốt các chủ trương đó và xây dựng các cái chương trình kế hoạch cho nó sát thực tế của từng địa phương đơn vị để chúng ta tổ chức thực hiện. Thứ hai nữa là chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua sản xuất nâng cao cái đời sống của nhân dân. Cái việc nữa là chúng ta tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, và các đồng chí là cầu nối giữa đảng với đồng bào có đạo, truyền tải những cái chủ trương nghị quyết đến đồng bào và cũng từ đó phản ánh những nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đồng bào có đạo đến các cấp ủy đảng, chính quyền để tiếp thu, để chăm lo, giải quyết. Nhân dịp này, 14 đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy các cấp được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2020. Nhiều vấn đề liên quan nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển đã được tập trung thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 diễn ra vào chiều nay. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Đến nay, cả nước có hơn 94.200 chi hội, 154.550 tổ hội với 10,19 triệu hội viên. Một trong 9 nhóm giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn tới là tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để hội nông dân các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề nông dân. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đã ký kết với các bộ, sở ngành liên quan để giúp nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao quy mô sản xuất, hình thành các liên kết, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, các hợp tác xã, tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động tham gia việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản,
cải thiện đời sống nông dân. Thưa quý vị và các bạn, công trình tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là dự án trọng điểm của tỉnh, được các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây là địa chỉ để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đến tham quan, bày tỏ lòng kính yêu với Bác, cùng ôn lại những tình cảm gần gũi, sâu sắc mà Bác luôn dành cho người nông dân. Qua hình ảnh thể hiện trên tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, chúng ta được gặp lại hình ảnh Bác Hồ trong bộ quần áo giản dị, nụ cười đôn hậu như đang nói, đang cười với tất cả mọi người. Xung quanh Bác là các nhân vật như cụ già, phụ nữ, thanh niên, trẻ em, tất thảy đều đang hướng về Bác. Với nông dân Thái Bình thì bức tượng này tôi thấy đã nói lên được tất cả cái tấm lòng của người dân Thái Bình đối với Bác Hồ. Đẹp quá, tuyệt vời quá, thật. Mà người dân Thái Bình nhìn thế này tôi thấy cũng cảm niềm tự hào. Thái Bình mình mà có cái hình ảnh tượng đài Bác Hồ với nông dân này là phấn khởi lắm. Vì là nó là một cái chỗ để mà mỗi khi con em Thái Bình mà xa quê hoặc là người dân Thái Bình mà muốn nghỉ ngơi đi lại thì cũng được lên đây ngắm và tham quan. Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Những lần Bác về đều gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi là một người dân Thái Bình, được sống và trưởng thành từ những năm mà Thái Bình là quê hương đầu tiên dành 5 tấn thóc trên 1 hecta, được Bác Hồ về thăm. Và giờ đây tôi rất tự hào là dân Thái Bình lại được xây một cái tượng đài nói về Bác với nông dân. Đây là một cái niềm vinh hạnh cho nhân dân Thái Bình. Đất nước chúng ta đã được thống nhất và phát triển đi lên. Giờ đây lại là một trong những quốc gia mà có cái phát triển nông nghiệp ở top đầu của thế giới. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam không chỉ là công trình văn hóa ý nghĩa, là điểm đến của nhân dân cả nước để tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây còn là công trình có giá trị lịch sử, lưu giữ trường tồn những tình cảm Bác Hồ dành cho nông dân Thái Bình cũng như nông dân cả nước. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam diễn ra tại quảng trường Thái Bình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Những ngày này, cụm từ khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Liên Hà Thái được nhắc đến nhiều nhất ở huyện Thái Thụy, đặc biệt là tại các xã nằm trong vùng dự án như Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, bởi đó là niềm tin và kỳ vọng vào những đổi thay từ khu công nghiệp này. Kể từ khi dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái chính thức được khởi động, ông Bùi Văn Bút cũng như hàng ngàn hộ dân ở xã Thụy Liên rất tin tưởng và kỳ vọng về những đổi thay của quê hương. Bởi dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi năm khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái sẽ đóng góp ngân sách tỉnh Thái Bình trên 432 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 50.000 lao động. Đối với người dân chúng tôi thì rất là vui mừng và phấn khởi và rất mong muốn là được dự án vào để mà tạo điều kiện để thay đổi cái bộ mặt nông thôn và đồng thời là vấn đề phát triển kinh tế, cái đó là điều rất tốt. Mỗi người dân đều có những dự định riêng, nhưng tự chung đó là sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng vào một dự án sẽ thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân ở vùng quê thuần nông. Khi Liên Hà Thái là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao, ít gây ô nhiễm. Đối với nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi, vui mừng. Và đặc biệt là tiếp nhận được dự án thì thứ nhất là về cái cơ sở tầng nó sẽ được nâng lên và tiến tới là người dân sẽ có các cái thu nhập và đặc biệt là các cái dịch vụ sẽ được phát triển. Từ chủ trương đúng nên hiếm có dự án nào lại nhận được sự đồng thuận cao của người dân như dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, trên 600 hộ dân đã đồng thuận thực hiện các bước giải phóng mặt bằng trên 88 hecta để phục vụ dự án. Sau khi được có cái chủ trương tiếp thu cái dự án khu công nghiệp dịch vụ đô thị Liên Hà Thái, về mặt tư tưởng của nhân dân thì cũng rất phấn khởi sau khi mà được các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động. Thế và chúng tôi cũng chứa chan hy vọng là đây sẽ là một cái cơ hội mới cho nông thôn để làm cho cái bộ mặt nông thôn nó sẽ có nhiều cái khởi sắc thay đổi. Nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp thị trấn Diêm Điền gần thành phố Hải Phòng, có tuyến đường bộ ven biển quốc lộ 37, quốc lộ 39 đi qua. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái
được kỳ vọng sẽ là cú hích thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chung của cả khu vực. Nhằm phục vụ lễ khởi công động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình thông báo việc phân luồng giao thông trên quốc lộ 39 trong ngày 13 tháng 12 năm 2020 như sau. Cụ thể, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2020 sẽ phân luồng toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông lưu thông trên quốc lộ 39, đoạn từ km 102+600 thuộc địa bàn thôn Trà Linh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy đến km 107+400 thuộc khu vực ngã tư cống Ngoại Trình, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy. Trong thời gian đó, tất cả các phương tiện giao thông sẽ đi theo hướng quốc lộ 39, đi vào đường tỉnh lộ 456-1 ra quốc lộ 39 và ngược lại. Đồng thời tuân thủ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông và sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Riêng các phương tiện của đại biểu, phương tiện phục vụ lễ khởi công sẽ đi theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TPTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.